Xin chào tất cả các bạn nha. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của mình nha. Trong video này mình giới thiệu cho bạn tham gia một dự án có tên là Citalis và Coi 98. Nó có một chương trình airdrop dành cho cộng đồng này các bạn. Thì chương trình airdrop này mình chưa có biết mình nhận giá trị là bao nhiêu nha các bạn. Thì để tham gia game này các bạn cần click cho phần link mô tả dưới video của mình. Các bạn mở cái link tàu Twitter các bạn ra nè các bạn. Nhiệm vụ đầu tiên các bạn follow tàu Twitter nữa nè. Tàu Twitter các bạn theo dõi nha các bạn. Và chương trình airdrop này dành cho những người có dùng ví Coi 98 nha bạn. Bạn nào không có ví thì tải ví Coi 98 về nha bạn. Rồi tiếp theo thì bạn like nè. Các bạn dẫn cho tao quyết tăng 3 người bạn vào nè các bạn. Rồi tiếp tục các bạn follow hai cái dự án này nha các bạn. Follow rồi nè, tiếp tục follow Coi 98 luôn nè. Tiếp tục các bạn join vào kênh group, kênh trailer nó luôn nè. Đây. Rồi các bạn xôn xào lên các bạn. Rồi sau đó các bạn bắt đắp lên nè. Tiếp tục các bạn xôn tiếp kênh trailer nữa nè. Rồi sau đó các bạn bắt đắp lên này các bạn. Sau đó các bạn nhấp vào cái link phong nó có nói nha các bạn. Link phong này nè. Rồi dòng đầu tiên các bạn đi địa chỉ email quan giao nè các bạn. Tiếp tục thì dòng thứ hai thì các bạn điền là username tài Twitter của tất cả các bạn nè. Rồi tiếp tục các bạn submit link request thì bạn mở tài Twitter của các bạn ra nha các bạn. Rồi ta chat bà đây nè. Mở tài Twitter bên ra nè, bạn nhấp vào một hồ sơ nè các bạn. Các bạn chia sẻ các bài các bạn đã tự quyết cho tăng 3 người bạn này nè, các bạn sao chép liên kết nha các bạn. Sau đó các bạn gửi vào cái link phong đó. Cái link request nè. Cập nhật. Ok. Rồi tiếp tục thì các bạn điền lại username Telegram tất cả các bạn nha các bạn. Nhấp vào bài bạn cùng nhấp vào setting nè. Các bạn copy username mình nha các bạn. Cái này username hay ID ta? Telegram ID. Rồi các bạn cứ dán username Telegram tất cả các bạn nha các bạn, chứ không phải ID đâu các bạn. Rồi tiếp tục thì các bạn gỡ địa chỉ OKT trên với Coi 98 của tất cả các bạn nha các bạn. OKT OCE là địa chỉ với OKT đó các bạn. OCE. Rồi các bạn mở địa chỉ 98 của mình. Cái địa chỉ với Coi 98 này mình rất là bực bội nó luôn. Nó lướt lâu quá. Rồi các bạn nhấp vào một tìm kiếm token này các bạn. Các bạn gõ từ khóa là OKT nha các bạn. Rồi các bạn bắt đắp 12 chữ cụm từ bảo mật trên với chocolate của các bạn qua đây nha các bạn. Nó có hỗ trợ đó các bạn. Mình lấy địa chỉ ETH mình tiếp tục. Rồi các bạn dán vào đây. Rồi các bạn kiểm tra thông số một lần nữa có chính xác đàng hoàng không các bạn. Nếu thông số chính xác hết các bạn mình gỡ được xong nha các bạn. Rồi vậy video mình đã hướng dẫn các bạn tham gia dự án Citalis và Coi 98 đến đây cũng kết thúc các bạn. Vậy mình chào tạm biệt tất cả hẹn tất cả các bạn trong những video clip tiếp theo từ mình nhé.